Chào mừng các bạn đã đến với TVT Movies. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của ngày cá tháng 4. Ai cũng biết ngày cá tháng 4 là ngày nói dối, mọi người có thể thoải mái trêu chọc người khác mà không sợ ai đáo giận. Nhưng nguồn gốc, lịch sử và các phong tục độc đáo ngày này thì ít người biết tới. Hãy cùng tìm hiểu và khám phá về ngày nói dối thú vị này nhé. Theo quan niệm từ xưa, vào ngày cá tháng 4 tất cả mọi người có thể nói khoác với nhau, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, tại một số nơi quy định khung thời gian cụ thể, chẳng hạn trò chơi này sẽ kết thúc vào buổi trưa. Còn nếu sau buổi trưa mà vẫn nói khoác, trêu đùa thì sẽ gặp những điều không may mắn. Tuy đã rất phổ biến trên thế giới, nhưng cho tới hiện tại nguồn gốc chính xác của ngày cá tháng 4 vẫn còn rất nhiều bí ẩn, với những nguồn gốc khác nhau. Sau đây là câu chuyện được nhắc nhiều nhất khi nói tới ngày cá tháng 4. 1. Nguồn gốc ngày cá tháng 4. Nước Pháp được coi là quê hương của ngày cá tháng 4, hay còn gọi là ngày nói dối 1 tháng 4. Vào thế kỷ 16 ở Pháp, mùa lễ hội hàng năm bắt đầu vào ngày đầu tháng 4. Vào thời gian đó, năm mới được tính bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 vì ngày này được xem là đầu tiên của mùa xuân. Nhưng vào năm 1582, Hoàng đế Charles IX đã ra lệnh chuyển ngày đầu năm mới về ngày 1 tháng 1. Tuy nhiên, trên thực tế, do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu, người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ, nên không phải người dân nào cũng biết có sự thay đổi đó. Những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới, và tiếp tục đón năm mới vào ngày 1 tháng 4. Trò ngoan cố này bị quy là ngớ ngẩn và trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngày cá tháng 4 trong tiếng Anh là April Fool's Day, trong đó April Fool's là sự ngớ ngẩn tháng 4. Trong tiếng Pháp, quê hương của ngày nói dối, ngày này được gọi là Poisson d'Avril, nghĩa là cá tháng 4, Poisson, cá. Người đầu tiên đề cập đến khái niệm này là nhà thơ Pháp Đây Mơ Van. Vì sao? Người ta cho rằng Đây Mơ Van gọi như vậy là bởi tháng 4 là tháng của cung song ngư với biểu tượng hai con cá quấn vào nhau. Đây cũng là thời điểm các loài cá sống trong vùng biển có nhiệt độ ôn hòa, như cá thu dễ bị đánh bắt nhất do đi riêng lẻ. Do đó, cá tháng 4 trở thành từ ám chỉ sự khủ khở, ngốc nghếch. Một số người khi biết được điều này đã lém lỉnh trêu đùa gọi ngày 1 tháng 4 năm đó là ngày nói dối. Cũng từ đó, cái tên cá tháng 4 hay ngày nói dối chính thức xuất hiện. Cùng với thời gian, trò đùa vào ngày 1 tháng 4 trở thành truyền thống và lan từ Pháp sang Anh và Scotland, thế kỷ 18. Người Anh và người Pháp đưa tục lệ nói dối sang các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Từ đó, ngày cá tháng 4 trở thành một lễ hội quốc tế được chấp nhận ở nhiều nước khác nhau. Ngày cá tháng 4 có ý nghĩa tốt đẹp, bởi đây là ngày mọi người cùng đem lại niềm vui cho nhau thông qua những lời nói dối vô hại. Những lời nói dối sẽ được thoải mái nói ra, miễn là chúng không đi quá xa, và chủ nhân của những câu dối trá này sẽ không bị trách phạt. 2. Ý nghĩa ngày cá tháng 4. Ngày cá tháng 4 được biết đến là ngày con người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau. Bạn có thể thỏa thích đi lừa những trò đùa không gây hại cho mọi người. Bên cạnh ý nghĩa mua vui và mang lại tiếng cười sảng khoái, ở mỗi một quốc gia, trò đùa trong ngày cá tháng 4 lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Ngày 1 tháng 4 là được chú ý tại nhiều nước. Dù không phải là ngày nghỉ lễ chính thức nhưng vẫn được tổ chức tại nhiều quốc gia, bằng cách tung nhiều tin đồn hoặc nói xạo, nói đùa về rất nhiều chủ đề khác nhau, tạo niềm vui hay trêu chọc ai đó. 3. Thế giới kỷ niệm ngày cá tháng 4 như thế nào? Người dân ở mỗi quốc gia tiếp nhận truyền thống này, theo những cách riêng để trêu gia đình và bạn bè. Đất nước Mexico kỷ niệm ngày nói dối vào 28 tháng 12. Đó là một thời khắc buồn trong lịch sử đất nước này vì đúng ngày đó, vua Herod ra lệnh thảm sát trẻ em vô tội. Vì thế, những trò trêu ghẹo chỉ mang tính chất nhẹ nhàng. Ở Scotland có tới 2 ngày cá tháng 4. Ngày thứ 2 đặc biệt để trêu ghẹo phần sau lưng của mỗi người nên được gọi là ngày vuốt đuôi. Đây được coi là ngày phát sinh của trò đùa hãy đá tôi một phát. Và những người bị lừa được gọi là GVKK kẻ ngốc. Ngày nay, ở Anh người ta gọi những người bị lừa trong dịp 1/4 là April Fool, cũng có nghĩa là fool kẻ ngốc. Một nghiên cứu vào những năm 1950 của nhà nghiên cứu văn học dân gian Iona và Peter Opie phát hiện ra rằng ở Anh và ở các quốc gia có truyền thống bắt nguồn từ Vương quốc Anh, bao gồm Úc, các trò đùa chấm dứt vào buổi trưa. Một người mà đùa giỡn sau buổi trưa thì cũng tự là kẻ ngốc. Người Pháp thì gọi những người bị lừa là Poisson d'Avril, có nghĩa là những con cá tháng 4. Và có lẽ do ảnh hưởng của người Pháp nên ở Việt Nam, chúng ta gọi ngày này là ngày cá tháng 4. Còn tại Scotland, ngày 1 tháng 4 được gọi trùng với tên một loài chim cúc cu, April GVKKS. Tên gọi ngày cá tháng 4 dựa theo trò đùa cố gắng lén dán một con cá bằng giấy vào lưng của nạn nhân, mà không bị phát hiện. Người La Mã cổ đại đã từng có một ngày lễ mang tên Hilaria để tôn vinh thần của sự phục sinh Atis. Cái tên Hilaria nghe rất giống từ Hilarity, vui nhộn của tiếng Anh. Lễ Hilaria hiện nay vẫn được lưu giữ phần nào dưới tên ngày cười của La Mã,
ở Ba Tư cũng có một ngày nghỉ với chủ đề tương tự, được biết đến với tên gọi Caesar Beda. Vào ngày này, thường trùng với ngày 1 tháng 4, người Iran cũng trêu chọc nhau bằng các trò chơi khăm vui nhộn. Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movies, hãy nhấn đăng ký để xem được những video mới nhất nhé. 4. Những trò đùa oái oăm trong ngày cá tháng 4. 1. UFO xuất hiện tại London. Vào ngày 31 tháng 3 năm 1989, hàng nghìn người lái xe bên ngoài cao tốc London, Anh bắt gặp cảnh tượng một vật thể lạ phát sáng đang lao xuống trái đất. Sau khi vật thể lạ lao xuống cánh đồng, thì ngư ở dân đã ngay lập tức báo cho cảnh sát về vụ việc. Một nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường đã tới gần vật thể, cùng chiếc dùi cui trên tay. Cảnh sát đã xác định rằng chiếc đĩa bay này chỉ là một quả bóng bay được trang trí như vật thể lạ ngoài trái đất. Sau đó, thông tin chính xác đã được đưa ra, tác giả của công trình này là Richard Branson, ông chủ của hãng hàng không Virgin Records. Dự định của ông là để chiếc đĩa bay hạ cánh tại công viên 2 ở London vào đúng ngày 1 tháng 4 để hù dọa mọi người, nhưng không may quả bóng gặp sự cố và hạ cánh sớm hơn một ngày. 2. Google tung clip đóng cửa YouTube vào ngày 1 tháng 4 năm 2013. YouTube đăng tải đoạn video thông báo sẽ đóng cửa vào ngày cá tháng 4 năm nay, với lý do YouTube đến nay đã tròn 8 năm tuổi đời và chúng ta đã quá bị thu hút bởi dịch vụ tuyệt vời nó mang lại mà quên rằng, thực chất YouTube là một cuộc thi và cuộc thi đó giờ đây đã đi đến hồi kết. Video khá thuyết phục khi có sự góp mặt của nhiều ngôi sao YouTube trong các năm qua, như Anthony Dudson, David Devereaux. Theo clip, YouTube sẽ đóng cửa 10 năm để thẩm định. Tất cả video đã đăng tải và quay lại vào năm 2023 để tuyên bố người thắng cuộc. Không những thế, YouTube còn tổ chức hẳn một cuộc thi, trong đó người dùng sẽ chọn ra video được xem nhiều nhất trên dịch vụ này trong những năm qua. Và giải thưởng dành cho người chiến thắng sẽ được trao vào 10 năm sau, tức năm 2013 khi dịch vụ này hoạt động trở lại. Dĩ nhiên khi xem xong đoạn video này có thể nhận thấy đây chỉ là một trò đùa cá tháng tư của Google. Việc đóng cửa YouTube tại thời điểm này là hoàn toàn không thể bởi đây hiện là dịch vụ video lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ lượt truy cập mỗi tháng. 3. Big Ben chuyển sang dạng kỹ thuật số. Năm 1980, BBC đưa tin rằng đồng hồ Big Ben sẽ chuyển sang chế độ đồng hồ điện tử, và người ta sẽ sớm lắp bảng hiện số mới thay cho mặt đồng hồ cũ. Tin tức này ngay lập tức khiến thính giả Anh bị sốc, họ bức xúc, thậm chí giận dữ gọi điện đến yêu cầu phải bảo vệ đồng hồ Big Ben. Bản tin cũng nói rằng, 4 thính giả gọi điện về sớm nhất sẽ được tặng kim đồng hồ của Big Ben. Thật khó tin khi có cả những người đang ở nước ngoài cũng gọi điện về BBC với mong muốn sẽ trở thành người may mắn. 4. Xác ướp của nàng tiên ở Derbyshire. Vào năm 2007, những hình ảnh xác ướp có hình dạng giống như một nàng tiên, dài 8 inch khoảng 20cm, được đăng tải trên trang web của công ty Lebanon Circle Magic. Được biết xác ướp này được tìm thấy bởi một người đàn ông khi ấy đang dắt chó đi dạo trên một con đường có từ thời La Mã Cổ ở vùng nông thôn Derbyshire. Một vài ngày sau đó, đúng đến ngày 1 tháng 4, trang web của công ty đã có hàng chục ngàn người truy cập cùng hàng trăm email khác nhau. Họ đều tò mò về sự xuất hiện của sinh vật kỳ lạ này. Nhưng đến cuối ngày 1 tháng 4, Jan Benz, chủ sở hữu của trang web, đã lên tiếng thú nhận rằng xác ướp nàng tiên này thực chất chỉ là một trò lừa bịp. Từng là nhà sản xuất hình nhộm chuyên nghiệp, chính ông đã tạo ra sinh vật ấy. Mặc dù đã tự mình thông báo với mọi người trên trang web, nhưng sau đó vẫn có rất nhiều người truy cập vào để bác bỏ lời nói của Jan Benz. Năm, người Thụy Sĩ thu hoạch cây mì Ý. Vào ngày 1 tháng 4 năm 1957, kênh truyền hình tin tức Panorama của đài BBC đưa tin, vì mùa đông năm nay không quá lạnh giá và loài mọt ngũ cốc bị tiêu diệt, nên các nông dân Thụy Sĩ đã có một vụ mùa thu hoạch mì spaghetti bội thu. Trong bản tin, Panorama cũng đưa kèm đoạn video chiếu cảnh các nông dân Thụy Sĩ kéo các sợi mì spaghetti từ các cành cây xuống. Hàng trăm khán giả xem truyền hình đã tin vào bản tin này và gọi đến BBC nhờ tư vấn cách trồng cây mì spaghetti. BBC đã trả lời rằng, hãy gieo một cọng mì vào hộp chứa nước sốt cà chua và sau đó hãy cầu nguyện để hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Tuy nhiên, trước khi kết thúc chương trình phát sóng ngay trong buổi tối ngày 1 tháng 4, BBC đã cho đăng tải thông báo rằng, bản tin chỉ là một trò đùa cá tháng 4 mà thôi. 6. TV đen trắng thành TV màu bằng túi nylon. Năm 1962, chỉ có duy nhất một kênh truyền hình ở Thụy Điển và phát sóng màu đen trắng. Nhưng ngày 1 tháng 4 năm 1962, chuyên gia kỹ thuật của trạm, ông Glenn Stenson, xuất hiện trên các tin tức thông báo rằng, nhờ có công nghệ mới mà người xem có thể chuyển đổi TV của mình, để có thể xem hình ảnh với màu sắc sinh động. Tất cả những gì chủ nhân của các TV cần làm là, trùm một chiếc nylon màu lên màn hình TV.
Để thuyết phục hơn, Stenson đã làm mẫu ngay trong chương trình. Hàng ngàn người bắt chước theo. Nhiều người bây giờ đã trưởng thành nhớ lại, hồi ấy cha mẹ họ đã vội vã lục tung nhà để tìm chiếc nylon như thế. Nhưng tất nhiên, sau đó thì họ biết mình đã bị bịp ngon lành. Và thú vị hơn, đúng 4 năm sau, ngày 1 tháng 4 năm 1970, chương trình truyền hình màu đầu tiên được phát sóng tại Thụy Điển. Không biết khi đó những người tin vào chiếc nylon xưa kia có tin ngay lời của người dẫn chương trình không nhỉ? 7. Chim cánh cụt bay tới Amazon tránh rét. Kênh BBC phát một đoạn video về 7 chim cánh cụt biết bay vào đúng ngày 1 tháng 4 năm 2008 và khẳng định rằng họ đã phát hiện ra loài này tại đảo King George gần Nam Cực. Người dẫn chương trình Terry Jones có mặt tại đây, thậm chí còn tỏ ra như thật khi nói rằng, thay vì tụ tập nhau thành bầy để tự bảo vệ mình khỏi cái lạnh, chúng đã làm một điều không ngờ tới, điều mà không loài chim cánh cụt nào khác có thể làm, đó là bay hàng nghìn dặm tới rừng nhiệt đới Amazon. Thực tế là các nhà làm phim đã sử dụng hình ảnh về những loài chim trông giống chim cánh cụt và bắt chước chuyển động của chúng để tạo ra hình ảnh về một loài mới được phát hiện. Một ngày sau khi xuất hiện, đoạn video đã thu hút 100.000 lượt xem. 8. Tảng băng được kéo từ Nam Cực về Úc. Tháng 4 năm 1978, một chiếc xà lan chở tảng băng khổng lồ xuất hiện tại cảng Sydney. Dick Smith, một nhà thám hiểm, đồng thời cũng là một doanh nhân triệu phú khoái phiêu lưu đã lớn tiếng tuyên bố rằng chính mình đã lên kế hoạch hoàn hảo để có thể kéo được tảng băng khổng lồ kia từ Nam Cực. Ông sẽ cắt tảng băng thành từng mảnh nhỏ rồi đem bán cho người dân địa phương. Khi ấy, nhiều người tin rằng khối băng được hình thành từ dòng nước ngọt tinh khiết ở Nam Cực sẽ cải thiện hương vị mới cho nước uống của họ. Đài phát thanh của địa phương cũng tiến hành quay và đưa tin về việc này. Nhưng khi đến nơi, trời bắt đầu mưa và mọi người mới nhận ra rằng tảng băng đó là đồ dởm, được làm từ bọt chữa cháy và kem cạo râu. Sau khi bọt chữa cháy và kem cạo râu trôi đi để lộ một miếng nhựa trắng ở bên dưới. 9. Ngụy trang cho gươm chống săn trộm. Chủ nhân của trò chơi khăm này chính là Tổ chức Quyền Động vật PETA. Ngày 1 tháng 4 năm 2006, tổ chức uy tín này đã công bố kết quả nghiên cứu một công nghệ mới giúp ngụy trang hoàn toàn cho các chú gươm. Công nghệ này bao gồm các bước bắn thuốc mê gươm, sơn lên người chúng bằng một loại sơn đặc biệt không phai giúp hòa lẫn vào môi trường, sau đó thả trở lại rừng. Các họa tiết được sơn lên người gươm cũng là họa tiết trên áo mũ ngụy trang của lực lượng đặc nhiệm quân đội. Mục đích của việc này là để bảo vệ số lượng cá thể gươm ngày càng ít ỏi trong tự nhiên trước sự săn bắt tàn ác và không giới hạn của con người. Kết quả là có rất nhiều con cá cắn câu, mà lượng lớn chính là các website uy tín và các chuyên gia động vật học. Họ phản ứng rất dữ dội trước việc làm của PETA. Đến tận cuối ngày hôm ấy, bài báo trên bị gỡ bỏ và thay vào đó một câu ngắn gọn: bạn biết hôm nay là ngày gì không? 10. Tháp Eiffel bị dỡ bỏ. Năm 1986, báo Le Parisien CNN làm cho bạn đọc được một phen hoảng hồn vì đưa ra thông tin chính phủ Pháp quyết định dỡ bỏ tháp Eiffel. Sau khi dỡ bỏ, tháp sẽ được chuyển đến và dựng lại tại công viên Disneyland. Thay cho tháp sẽ là sân vận động dành cho Thế vận hội 1992. Ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movies, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé.